Mở đầu video hôm nay mình xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn đang xem nha. Mới bỏ hết vô trong đây làm biết. Nãy giờ mình vớt được một tô hến, bữa nay hến này nó ú rồi mà cho nên là nhiều ruột quá trời. Cái để hồi nó lắm nước trong xe hả? Ít khoai xả rồi, hến khoai xả luôn hả? Hến không có khoai xả, hến nó xanh ngọt. Xanh ra một tàn với mốt. Đây là món chay, nấm với lại củ cải trắng kho. Thank you.
nấu canh hến với lại mùng tơi, dền mướp, lấy nước hến nấu. Nấu canh nêm bột ngọt. Cái nước này nó mặn rồi cho nên mình không cần phải nêm muối. Đấy rồi em quên em bỏ muối vô nữa thành. Người ta phải nêm thử miếng nước coi, người ta bỏ muối cứ quen. Dục sẹt sẹt vô cái nước muối cũng dục thêm muối nữa. Hến nó chín rồi mình múc ra xong mình bỏ hến lên trên, tại vì hến vớt là nó đã chín rồi. Mời quý chú anh chị các bạn thưởng thức bữa cơm gia đình với mình. Ếch kho, cá lồng tông lắc bột chiên giòn, hến nấu canh, canh theo tập tàn. Ta nuôi hả gì? Nuôi thiên nhiên á mà. Nuôi xong vậy, nhậu với mé vậy.
giống gì hết. Có biển không? Không. Trong đó là cái đó là cửa sông rồi, chắc bên biển rồi. Ừ, như ngay cửa, gần cửa biển rồi. Y như hến đổ xuống dưới gạch mình vậy nè. Cũng như mình đang ngang đây, đang trong. Như cái gạch đó là nước nó đổ ra biển đó thì nó gần cửa biển rồi đó. Cái mé nó lại lắm, mé dài với mé biển, mé trong nữa lại. Hôm qua đi bắt hồ lò còn. Đất sình còn mé biển không? Thì bắt con hồ lò bằng cầm tay nguyên vậy đó ba. Bắt hồ lò biển lắm. Gió á. Con cầm gió ba gan me ăn quét thì ngon luôn. Trời chạy chụp nó té lăn cù cù. Cầm gió ăn được hả? Ngon lắm mẹ. Cầm gió gan me. Con bự nhưng ba khía hả? Trời ơi gan me ăn nó giòn mà nó mềm mẹ nuốt luôn. Mẹ. Gió ở dưới ngoại tao thấy nó bằng cán cái à. Con cán cái với nhỏ hơn. Có cái con cá đục á là không đổ đáy nó không vô được. Người ta phải câu. Có mấy người đi câu đó, người ta cắm chạy đó, người ta câu luôn. Câu mấy ngày đó. Cá đục với cá hanh. Cá đục là sao? Cá đục như cá bóng cát. Giống cá bóng cát, chứ cá bóng đục. Không trồng. Cửa hạt đi không bán hả? Cơm hai cơm đó không? Hai cơm thêm không? Đó, chở về á. Hàng gà ngon. Cái hàng của nó giống y như cái giò của con chuột vậy đó. Như giấu con chuột mà nó ịn xuống vậy đó. Nó tia vòng 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 chính giữa nó có cái lỗ. Cái lỗ là cái hàng của nó đó. Mình thụt ngay cái lỗ đó, thụt xuống á. Tay. Thụt xuống chừng hơn gan này là có nó rồi. Nó nằm cạn lắm, nó kẹp luôn. Đâu dẹp như nó dẹp như sao nó như dẹp như dẹp vậy đó mà nó đen đen. Ủa nó như con diệm cờ mình vậy đó con chân chép mà nó không có cờ như dẹp nha, nó chân chu. Chú anh chị các bạn thưởng thức khoai lang hột gà. Khoai lang mật. Khoai lang mật. Nấu lá dứa. Nè, khoai lang mật trong đó vậy nè. Nếu mình không có mua khoai lang mật thì mình mua khoai lang bình thường thì mình chấm mật. Mật ong chấm. Chấm mật ong á. Có dập mật thì có. Vậy em lấy mật ong mình chấm rồi khoai lang mật. Này à, em thích ăn mấy củ nấu mà nó tươm mật ra vậy nè. Mời cô chú anh chị và các bạn ăn nha. Cái này nướng nó mấy tôm mật nhiều hơn. Hấp nó đâu có tôm bằng. Thường khoai lang này nướng nó mới thơm. Món khoai lang này là dễ ăn nhất. Đó bụng cũng ăn khoai lang được. Ông phải ăn cười cơm. Ăn khoai lang với mắm sống đó. Cuốn lá cách. Có gì nạo nữa không ta? Có ăn gì nạo, bởi là nạo vô. Cái món đó là ăn với khoai lang trắng. Khoai lang trắng là mình... Nó là của dùng Bình Minh á. Bình Tân chứ. Bình Tân trồng khoai lang. Nhưng mà Bình Tân trồng khoai lang... lang trắng. Khoai lang trắng hả? Bình Tân hả? Đồng Tháp. Bình Tân giáp với Đồng Tháp á. Ngày xưa dì Tư á, dì Tư ở trên cạnh Đồng Tháp á. Hồi nhỏ hay đi lên dì Tư chơi mót khoai. Trời ơi mót làm cái cừng xé luôn vậy. Chắc 10 công. Mót cừng xé rồi. Hơi khúng. Hơi ít luôn mà khúng. Thì mót khoai lang về mà bán được là anh biết á. Như người ta đi bắt hôi vậy thôi. Bắt hôi nhiều khi cá nó còn bự hơn là bắt thiệt. Mình ngày xưa còn nhỏ phải đi móc. Đi móc này móc kia. Móc mía nữa.
Trời cưng như vậy. Sao nó kêu mèo? Ôi ơi. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị các bạn vào video sau nha. Bye bye. Để quen cháu à. Nó kêu meo meo. Meo ơi meo. Meo meo meo. Meo 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 meo. Meo ơi meo. Meo ơi meo à. Meo meo.